cháy quán karaoke ở Hà Nội khiến người dân chưa hết bàng hoàng, thì tại Thanh Hóa liên tiếp xảy ra hai vụ cháy trong ngày hôm nay, gây thiệt hại nhiều về tài sản. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra. Vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày hôm nay xảy ra cháy tại tiệm vàng Vĩnh Hòa, phường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã xuất 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng với 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Do tiệm vàng đóng cửa nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải phá khóa tiếp cận đám cháy. Đến 12 giờ 20 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vào sáng cùng ngày đã xảy ra vụ cháy nhà dân ở số 27 Triệu Quang Phục, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.